Xin chào cô chú, xin chào các bạn, chào A, chào chị, chào những năm. Xin chào các bạn yêu, xin chào các nhà yêu. Hôm nay đi học cô chú ơi, thích ta con thích. À cả nhà ơi, hôm nay Bi đi học nè cả nhà. Bi đầu đi học quá trời luôn rồi, hôm nay mình đưa Bi đi học. Đó, rồi tại vì giờ cũng chưa có hết dịch đó cả nhà, cho nên cũng sợ mà Bi đòi quá. Với lại nhà trường á, bạn của Bi cũng đi sắp hết rồi, có một bạn nữa với Bi là không đi thôi. Rồi hôm nay thôi cho đi luôn để coi tình hình mình, nếu mà căng căng thì không thì ở nhà tiếp nha Bi. Dạ. Nếu mà mày ơi. Ơi. Con nói sao hôm coi là có sao hôm là mi vài vài. Corona không có sao là nghe một con thôi. Nè, corona có nhiều á thì mình đi một ngày hôm nay thôi. Nè, corona có mà. Corona không có sao là nghe vài vài. Ừ. Đi hết. Ừ. Corona không có sao là. Vì là nhiều. Nhiều là. Là đi hôm nay thôi. Đi hôm nay thôi. Bi nói là nhiều, có nhiều corona thì đi ngày hôm nay thôi cả nhà. Mẹ ơi. Giờ con muốn đi qua con chó phải không? Dạ. Bi muốn qua bên kia coi con chó rồi mới đi học á cả nhà, để dẫn đi qua kia coi con chó. Đi qua đi, quay cho con đi, con coi con chó nè. Đi theo. Đó. Ba bảo con xem. Con nói tiếng gì với ba? Thích con chó cả nhà ơi. Nè con nói tiếng gì con chó, hay con chó hiểu không? Con chó ơi. Con chó hiểu, con nói tiếng Việt không? Hiểu Bi chứ, sao dùng có hiểu Bi nói tiếng Việt không? Nha con chó đó nè. Thích không? Thích chó không? Dạ. Bi thích con chó không? Dạ, Bi ơi. Con chó màu gì Bi? Black. Màu đen. Màu đen. Ừ. Con chó ơi, hôm nay con đi học nè. Bi đi học nè. Bi đi học nè. Nó chỉ con chó không xin con. Dùng với chó là dùng Bi, con dùng tên con được rồi. Thích không? Dạ. Về chào tạm biệt con chó đi học nha. Xin chào tạm biệt. Con tạm biệt. Chào tạm biệt con chó. Bye, tạm biệt. Cô chú ơi, hôm nay đi học nè, cô chú ơi, thích thế nào? Dạ. À cả nhà ơi, hôm nay là ngày đầu tiên Bi đi học sau mà về Việt Nam qua đó cả nhà. Thì về Việt Nam qua đi học một tuần là ở nhà tới bây giờ luôn, tầm 6 tháng rồi đó. Hôm nay là ngày đầu tiên đi lại nè. Bi có thích không? Bi thích dạ. Nhiều không? Dạ. Bi thích dữ dàng không? Thích đi học lắm cả nhà, ngày nào cũng cũng trông chờ hôm nay thức cực kỳ sớm luôn để đưa đi học. Đó. Từ nhà mình mà đến nhà trẻ tầm 2-3 phút thôi cả nhà, đi xe. Đó rồi cái Bi ngồi ăn trước với mình luôn nè. Bình thường thì ba Bi đưa tôi đi thôi, nhưng mà hôm nay thì sao mấy tháng không đi học đó rồi hôm nay mình đưa đi. Thế con thích không? Dạ. Ừ, đi học là thích vậy đó hả? Không giống như em bé khác cả nhà, thích đi học lắm, thích đi nhà trẻ lắm. Ừ, giờ mình đi nha. Dạ. Ừ, con kêu ba là mình đi đi. À, ba khai à? Ừ. Nói tiếng Việt. Ba đi. Ừ. Sáng nào cái mặt vui cười hớn hở. Giờ mình đi lại gặp cô giáo nha. Dạ. Ừ. Gặp cô giáo, gặp bạn. Ừ, là con ngày mai mà nếu mà đi tình hình không ổn là không có đi nữa. Là ở nhà đó nha. Dạ. Ừ. Đi thôi. Cô chú ơi, chuẩn bị tới rồi nè cô chú ơi. Tới rồi nè cả nhà ơi, giờ mình đi vô. Cái này một là mới là biết. Wow. Cái này ngày xưa đâu có đâu. Thấy không? Dạ. Giờ sạch rồi nè. Dạ. Ngày xưa vô mà. Ừ. Rồi, cô treo anh đỡ mày luôn. Đâu, cái dụng của treo qua nào có đổi không? Nè, Bi bỏ chép lên nha. Chỗ của Bi đâu. Đó. Ông à. Mẹ ơi, con ta đã tới rồi. Ai bạn con đâu? Bạn con không qua. Bạn có không qua rồi hả? À bạn Bi thích một bé ở nhà nhưng mà bé không thấy. Bi thất vọng nè. Mẹ
Tết à? Miên cái này nó cái này hả? Cái này nó là của Vi à. Lâu quá mà không đi học á, rồi giờ đi học lại. Thấy bình thường không? Rồi con chơi với bạn mẹ về nha. Nè. Nè mẹ nói nè, con chơi với bạn giờ mẹ đi về nha. Dạ. Mẹ chiều mẹ lại nói mi nha. Dạ con có xin luôn rồi. Rồi con chơi đi. Bye bye. Cả nhà ơi, bây giờ là hơn 5 giờ chiều rồi, giờ mình đang đi đón Bi á cả nhà. Đi đến nhà trẻ của Bi đón, tại vì Bi là mình với lại ba Bi đi đưa đón không chứ không xe không có đưa. Nên là giờ này là mình đang đi đón Bi. Đó, để mình vô mình đón Bi nha cả nhà. Ba nè, cô chú kìa, cô chú kìa. Cô chú ơi, con đi học rồi, cô chú ơi, không có sao đâu mẹ. Không có sao hả? Dạ. Vì mai đi nữa. Ừ, để giờ mẹ chở con qua bên Arthur Center cho con chơi một chút nha. Dạ. Rồi, đi thôi. Con có cho em bé ăn còn không? Dạ. Ngồi bé hoài lửa là con cho nữa nha. Dạ. Vi đi học về rồi cái mà không ăn của trang rồi. Ừ, không ăn của trang rồi. Nhưng mà không có sao, một phần thôi hả mẹ? Ừ. Một phần mang của trang rồi hả mẹ? Vi đi học rồi cái dẫn đi ra đây ngồi chơi chút nè cả nhà, tại vì bữa nay trời đẹp, trời nắng nè. Đem bánh cho Vi ăn luôn. Cái nào con nhỉ? Hồi nãy là cô giáo đưa cho con cái gì đây? Để nãy giờ chưa có coi nữa nè. Cái này cái gì đây Vi? Áo nè. Áo nè, áo đẹp nè. Này là cô ai cho con đây? Ai đưa áo cho con vậy cô giáo hả? Cái này nữa đi. Cái này cái gì nữa đi? Miêu tặng quà nữa coi. Ồ, tặng quà nữa. Ba biết chưa? Ôi, tặng quà. Tặng quà gì đây? Này gì chữ gì Bi? Quà. Y có vừa. Original 선물 Children's Day. 아. 그때 제가 안 가니까. 어린이날 선물 지금 받은 거. 너무 오랜만에 만나서. 나 와 ngày lễ thiếu nhi. Để mẹ khui cho coi cô giáo tặng Vi cái gì nè. Nha. Cái này là quà hôm bữa lễ thiếu nhi bên đây đó cả nhà mà Vi không có đi học á, chắc là cô giáo để chừa cho Vi nè. Mẹ khui ra coi cô giáo tặng cái gì. Ui. Cái gì đấy? Hát kim. Đấy coi cái gì? Hát kim. Cái này cái đồng hồ Bi. Quay. Nè, để mẹ khui ra cho Bi khoe cô chú nha. Dạ. Hôm nay Bi đi học Bi thích không nè? Dạ. Con nói cô chú coi Bi có thích không? Dạ. Kìa nói cô chú kìa. Cô chú kìa. Thích quá. Thích không? Dạ. Ngày mai có đi nữa không? Dạ. Thích đi học vậy cả nhà. Có tương lai. Có tương lai chứ nhỏ. Chứ mà đòi ở nhà không chịu đi học là thôi à. Con tao không chịu đi học chứ Bi là Bi khoái lắm. Sao kỹ Bi sao táo không được. Dạ. Rồi chảy máu rồi. Có đau mẹ. Nè. Nó gần như chảy máu. Con tháo cho mẹ. Con tháo được không? Nè mẹ tiếp nha. Nè. Trời, dữ dằn không? Trời, đi giỏi dữ ta. Nè, đó. Tháo, ừ, gị mạnh á. Ừ, đi giỏi dữ ta. Nè, mẹ tiếp nha. Cái này thật sự là nó rất. Nè, xé cái giấy này ra luôn đi. Hay chứ nè. Hay chứ nè. Nè, cái này làm sao đi? Cái này đem đi đâu đây? Cái hộp này đem đi đâu? Đem đi đâu vứt nè? Đi vứt rác. Đi vứt rác phải không? Dạ. Cái này mình hồi mình coi chỗ đó có thùng rác không vứt nha. Dạ. À, bay quay. Nè đứng lại đây nè, đứng gần quá cô chú đâu thấy Bi. Để coi. Ủa. Ủa.
진짜 시계네? 어, 멜로디 시계. 어이, 어? 내가 왜 내 해줘? 너 끝날 거면 알아이. 어, 내 아, 나 đem mẹ đeo cho. Đeo cho nha. Trời đẹp dữ vậy ta. Nè. Ngày đầu tiên đi học mà có quà rồi nè. Bi ngoan quá trời, cô giáo tặng quà nè. Bữa nay Bi đi học có ngoan không? Dạ. Tao nói với cô chú coi. Con nói đi cô... học con đủ coi. Nè, đeo lại xíu nữa đi. Đeo nó bị gọn rồi Bi. Vô mắt bữa nay đi học Bi có ăn cơm nhiều không? Dạ. Có không? Nè con khoe cô chú coi. Mẹ ơi. Nè, đi lại khoe cô chú kìa. Cô chú ơi, cái này mẹ ơi. Ê. Cái này con nha. Trời ơi, bấm giật giật luôn á. Nó khoái mấy cái này lắm cả nhà. Đi có bị sao con thế? Cái này chắc mắc tiền lắm nè. Cái này chắc mắc tiền thế gì? Nhưng mà hôm nay cô giáo đưa Bi, cô giáo con có thấy không? Hay là cô giáo để trong đây thôi? Để trong đây. Chứ con không thấy hả? Dạ. Ờ. Bi ơi. Ngày mai con... Nè mẹ nói nè. Nè khoan nè. Ngày mai con lại trường con cảm ơn cô giáo nha. Dạ. Bi ơi. Cái này là cái gì nữa vậy? Bi ơi, cái này xé coi. Ờ, cái này xé ra nha. Dạ. Rất nó khoái khui quà lắm cả nhà. Cái này áo là chắc áo mùa hè đó nha. Áo này của nhà trường. Cái này không biết cái gì luôn á. Y có bùi á. Cái gì mà có 3D nữa. Ừ, chú bác cho nè. À, puzzle game. À, game đi. Ôi, đẹp quá nè. Trời, áo phông. Ủa? Áo thun tình thường, ôi ôi đẹp trời quá. Nè ôm vô người coi. Ôm vô người nè, hỏi cô chú ơi đẹp không? Cô chú ơi đẹp không cô chú? Đó. Kinh đê, ôi cho cái tiền coi. Đi coi bì dê hả? Bà có. Ok. Con nói tiếng Việt. Sao mới đi nhà trẻ có một ngày nói tiếng Hàn không vậy? Hả? Nói tiếng Việt với cô chú kìa. Nha. Dạ. Ừ. Hồi năm rồi cũng được một cái áo vậy nè cả nhà, để bạn với lại đồng phục á, bạn đồng phục ở nhà của nhà trường. Đẹp quá. Cô chú ơi, con của Tâm ấy. Coi cô chú ơi, cô giáo làm cho. Đẹp quá trời luôn. Cô giáo làm cho con hả? Yeah. Đẹp không? Thế nào? Thế nào? Cô giáo cuộc đẹp hay mẹ cuộc đẹp? Cô giáo trọng quá trời rồi. Đi học mới có ngày là bỏ mẹ hả Bi? Hả? Kỳ á? Ui. Đẹp không? Thấy không? Cô chú ơi, cái này coi cô chú. Nè. Đi là. Ôi, có giờ luôn đó nha. Có giờ luôn đó chứ bộ à. Tiếng tiếng. Thích không? Thích dữ dằn không? Dạ. Thích dữ dằn không? Dạ. Ừ. Bi ơi, cái này coi mẹ. Cái này là không, cái này là giấy để mẹ về nhà mẹ coi là Bi hôm nào học ăn uống cái gì đó là coi. Cô chú ơi, con đi học thích đó cô chú ơi. Con thích đó rồi. Con ngày mai đi học nữa sẽ thích quá con ngoan luôn. Vậy đó hả? Ngày mai đi học nữa hả? Dạ. Ừ. Yêu cái này măng nữa mẹ. Ờ. Rồi con chào tạm biệt cô chú đi nè, rồi đi chạy đi chơi nha. Dạ. Ừ. Xin chào tạm biệt cô chú và bye tiếp theo. Hôm nay mình đến thăm một nữ. Nên đi con thăm một nữ nha, bye bye. Rồi hôm nay quay đến đây thôi cả nhà ơi. Nhấn đăng ký kênh ủng hộ gia đình Châu Anh Family nha. Bye bye. Bạn bye bye. Bạn tìm cho con nhiều. Bạn tìm cho con nhiều. Đi lên đây nè mẹ. Đi chơi nha. Ừ. Đây. Đi. Wow.